Hello, xin chào anh em, chào Nguyễn Thường Minh. Mình nghĩ rằng khoảng từ 80 đến 90% các anh em đều đã từng nghe đến cái câu hoặc là cụm từ thơm như Việt kiều hoặc là mùi như Việt kiều, đó một dạng kiểu như thế. Thế thì cái mùi hương này nó như thế nào? Theo cái cách hiểu của mình thì mùi hương này nó gồm 3 yếu tố. Cái thứ nhất là nó rất là nhẹ nhàng, nó không quá nồng nhưng cũng không quá yếu. Cái thứ hai là chúng ta ngửi cảm giác rất là sang, và cái thứ ba đó là đa phần nó khá là lạ. Cũng là cái mùi này nó khá là lạ so với những cái gì mà chúng ta thường được ngửi trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Do vậy khi bất cứ khi nào mà chúng ta ngửi thấy cái mùi hương này, chúng ta cảm thấy nó rất rất là thu hút, nó thơm, nó nhẹ nhàng và nó khá là lạ với chúng ta. Đấy là cái cách hiểu của mình về cái khái niệm mùi hương Việt kiều. Do vậy trong video này thì mình sẽ giới thiệu anh em 6 chai nước hoa đi. 6 chai nước hoa mà cá nhân mình cảm thấy rằng nó đáp ứng được ít nhiều 3 yếu tố. Cái nhất là mùi hương rất là nhẹ, khá là sang trọng, và mùi hương cũng có thể gọi là khá là mới mẻ, không ít bị đụng hàng so với bình thường chúng ta hay được ngửi đó. Ok, và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình một vài sản phẩm vào hè rồi. Anh em còn chần chờ gì nữa mà không tóm một vài sản phẩm để có thể xịt và vượt qua cái thời điểm khó khăn Covid này. Ok, mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một số chai nước hoa mà cá nhân của mình thấy rằng khi mà xịt chúng ta sẽ có một cái gì đấy, một chất gì đấy của Việt kiều. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Tommy, mà nó có tên là Tommy Hilfiger. Mình không biết, nếu mà mình nói sai thì rất là sorry các anh em. Đây là một chai nước hoa được ra mắt khá là lâu rồi, từ năm 1996, và được pha chế bởi Alberto Morias, master perfumer rất là nổi tiếng. Đây là cái mùi hương có thể gọi là khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ cảm thấy cái nét rất rất là đặc trưng cho những ai đang thích cái mùi hương giống như kiểu của Việt kiều. Mình không biết phải diễn tả như nào, thế nhưng phải nói thật là khi mà xịt mùi hương này chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là đàn ông và không bị đụng hàng với bất kỳ một chai nước hoa nào, không bị đụng với bất kỳ một chai nước hoa nào mà chúng ta thường được ngửi ở cái phân khúc phổ thông đó. Tommy Hilfiger, mùi hương này khá là hay. Nếu như các anh em nào mà chuộng cái phong cách giống như kiểu lịch sự đàn ông nam tính ấy, thì mùi hương này xịt rất là ok luôn. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Zara, và nó có tên là Zara Berlin. Đây là cái mùi hương nói thế nào nhỉ, nó giống như cái mùi xả vải đó. Bất cứ khi nào mà chúng ta ngửi những cái mùi nước xả mà để mà giặt cùng quần áo cùng với chăn màn, thì mùi hương này khi mà xịt nó gây cho chúng ta một cái cảm giác, cái thứ nhất nó rất là thư thái, nó rất là nhẹ nhàng, nó không quá nồng, và như mình đã nói, mùi hương của nó giống với mùi nước xả. Và tất nhiên thì nó không phải là, mình chỉ đang nói là nó giống cái mùi nước xả thôi, chứ nó không phải là một cái mùi hương nó rất là tệ, nó rất là hóa học như Downy mà chúng ta hay được ngửi. Nhưng đây là cái mùi hương mình nghĩ rằng nó cũng rất là phong cách. Anh em nào mà như kiểu trắng trẻo ấy, mặc áo phông, quần âu, đi giày off, xịt con Zara này thì bét nhẹ, rất là hợp phong cách đấy luôn. Chai nước hoa thứ ba, sản phẩm của nhà cũng là của Tommy Bahama STK. Đây là cái mùi hương có kết hợp giữa muối và long diên hương, rất rất là nhẹ nhàng đấy. Cực kỳ thích hợp với cái thời tiết nắng nóng mùa hè ở Việt Nam. Bất kỳ một bạn nào mà nói chung là chúng ta nói năng nhẹ nhàng, điềm đạm, lịch sự ấy, và chúng ta xịt thêm cái mùi hương này nữa thì kiểu gì cũng ghi điểm rất là lớn trong mắt các chị em. Mình nghĩ là như thế, một cái mùi hương Việt kiều. Ok, tiếp nữa đó là sản phẩm của nhà Acqua di Parma, và nó có tên là Pico di Amalfi. Cái mùi hương này khi mình xịt thử cho một người em, một ông em mình chơi, thì có ngay một cái nhận xét đó là nếu như mà chúng ta quần âu, áo sơ mi mà ngồi trong điều hòa máy lạnh mà ngồi nói chuyện thì nó là mẹ ơi, không còn gì để nói nữa. Mùi hương nó rất rất là thích hợp với phong cách đấy. Như mình đã nói ở cái video trước, chắc chắn đây sẽ là cái mùi hương mình sẽ xài
liên tục trong hè này, một phát hiện mới của mình. Mặc dù chai nước hoa này thì cũng ra mắt rất là lâu đời rồi, thế nhưng đây là đối với mình đây là một phát hiện mới. Prada Luna Rossa. Đây là cái mùi hương của hoa hương, nhưng mà nó giống như kiểu là cái hoa hương ép khô, cái hoa mà mình ép khô ở giấy ấy, thì nó hơi phấn phấn, rất là nhẹ nhàng và rất là nam tính. Anh em nào mà đấy là chúng ta thích cái mùi hương nhẹ nhàng mà cũng không thích bị đụng hàng quá nhiều thì Prada Luna Rossa là cái mùi hương mà nó ít nhiều nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu của anh em. Và cuối cùng đó là một sản phẩm của nhà Saint John mà nó có tên là Unforgivable. Đây là mùi hương có cái nét tương đồng với Creed and Perrier, nhưng mà ở cái phân khúc giá rẻ hơn. Mình vừa xịt chai nước hoa này lên và cái tầm mùa thu ấy, tầm mát mát rời mà chúng ta xịt chai nước hoa này thì rất là nói chung là nó phụ thuộc vào cái phong cách của chúng ta. Thế nhưng nếu như các anh em nào mà kiểu như lịch sự này, nam tính đàn ông mà chúng ta xịt thêm cái mùi hương này thì kiểu gì cũng giống như các anh Việt kiều mới về nước về xây dựng đất nước. Ok, thì buổi sáng mình vừa chia sẻ đến các anh em 6 chai nước hoa, 6 mùi hương mà với cá nhân mình thấy rằng nó đáp ứng được cái, ví dụ khi mà người ta khác gửi ấy, người ta sẽ cảm thấy rằng nó có cái gì đấy nó rất là thu hút, nó có một cái gì đấy nó lạ so với mọi người khi mà được gửi so với cái tầm phân khúc phổ thông. Thì mình rất hy vọng các anh em nếu mà ai mà đang cần tìm, ưa thích cái phong cách mùi hương nó nhẹ nhàng và nó ít bị đụng hàng, và cái nữa là cũng có cái sự thu hút, thì chúng ta có thể tham khảo một vài sản phẩm trên để làm sao mà nó giống như kiểu cái mùi hương, mùi giống như kiểu Việt kiều yêu nước trở về nước. Ok, mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.